Chào cả nhà, hôm nay em giới thiệu với cả nhà một con máy bào lặn của Hitachi. Em sẽ xoay một vòng cho cả nhà xem được dài của con máy bào lặn này ha. Đây, một con máy bào cực kỳ mới. Được rồi, thì một con máy bào lặn này có tổng cân nặng là 62 kg. Và thì nó có đầy đủ cốc tạp cho cả nhà ha. Thì ở đây cả nhà có thể sử dụng bằng tay và sử dụng bằng cốc tạp, nhưng mà cả nhà nên sử dụng cốc tạp hay hơn, thì nếu mà mình cắm bấm này nhiều nó sẽ bị lõm ha. Đó. Rồi em xin đọc thông số của con máy bào lặn Hitachi này. Thì con máy bào lặn Hitachi này nó có model là FF60FA. Con này là hàng nội địa Nhật, sử dụng điện nguyên viên là 100V 15A. 15A thì có công suất tương đương với 1450W, hai ngựa. Có đát là tháng 12 năm 1997. Tốc độ chạy đều tốc, nó có đều tốc ha, là từ 6 đến 60 m/min. Khi mà chỉnh ở không độ thì sẽ là bào gỗ bản là 180, còn mà điều chỉnh góc độ ở 45 độ thì bào bản là 127 mm, còn 185 mm. Vậy này là cái gì á, em không rành nữa đó. Em ít này kia đầy đủ ha. Rồi bây giờ em sẽ cắm điện và test máy cho cả nhà. Đây là những thông số chú ý khi cần thiết ha. Và con này là hụt dòng đời cao nhất hiện giờ, có tất cả là đều chạy tự động. Nhất là chạy qua một chiều, cái hai là chạy qua chạy lại một lần, cái ba là chạy qua chạy lại hai lần, cái tư là chạy qua chạy lại nhiều lần. Đó. Lên nè, xuống nè, còn cái này thì không biết. Còn cái này là điều chỉnh tốc độ chạy nhanh chậm nha. Đó, thì giờ em để cho nó nhanh nhất. Rồi công tắc nguồn. Khi mà mình đặt công tắc nguồn lên thì nó có đèn báo nguồn ha, đèn báo nguồn. Đó, lên xuống. Rồi nếu mà gắn cấp đạo với bấm được không? À, vẫn bấm được bằng tay nha. Rồi, hết cỡ rồi, bây giờ em sẽ đo kích thước tổng thể của máy. Kích thước tổng thể của máy thì là 75. Dài 75 cm ạ. Có chiều rộng 35 cm. Có chiều cao tối đa khi mình nâng cao lên hết là 57 cm. Rồi bây giờ em sẽ bấm chạy qua một lần ha. Khi mình để mình canh á, gỗ mình sẽ canh ngay cái bảng này. Đó, cái bảng có ngay chỗ vành đai ta chạy. Khi mà nó đụng lưỡi gà lỏng ngưng ha. Rồi bắt đầu mình sẽ bấm chạy một lần.
camera vừa khó điều chỉnh quá. Bây giờ em sẽ bấm bắt nè, bấm bắt ha. Rồi bây giờ em sẽ bấm nó qua lại một lần đó. Gửi cực kỳ bén luôn nha. Tự động rồi nó sẽ bào qua lại liên tục nhé. Rồi đến khi mà mình cảm thấy là nó không có bào ra nguyên miếng mảng nữa, rồi mình sẽ đạp xuống nữa để cho nó ép nữa, thì mình muốn đạp lên nào đạp đó cả nhà. Khi mà bào á, nó láng đến nỗi mà có thể là không cần phải chà nhám lại luôn nha cả nhà, không cần phải chà nhám lại luôn. Đây là chế độ tự động là qua lại nhiều lần đó, để nó qua lại liên tục luôn. Cả nhà để ý là sẽ để ngay cái mép ở đây ha, thì nó sẽ ăn lại hơn ha. Đừng có để ở giữa đối với những miếng bự ra thì nó càng nông ra hơn. Đó, nó sẽ đi liên tục. Cực kỳ láng mịn luôn nha cả nhà. Và có thêm một cái gọi là khi mình tắt, ví dụ như giờ
từng cưa hạ xuống và bắt đầu máy chạy. À chưa bấm. Rồi bây giờ máy chạy nha. Đó, ví dụ như máy anh chạy mà mình muốn cho nó tắt thì mình bấm cho nó đi lên. Đó, bấm ngược lên là máy cũng tự động tắt ha. Đó, một là mình bấm ngược lại để cao cần lên thì nó sẽ tự động tắt. Hai là mình bấm lúc này nó cũng tự động tắt ha. Và một con máy đời cao thế này hoàn toàn là nó chạy tự động. Đó, cái nhà chỉ cần khi mà đưa phôi vô là chạy tự động. À, và cái nhà lưu ý là nhớ hạn chế chỉnh cái nút này nha. Đó, khi mà chỉnh nút này mất công mình phải canh lại. Nhiều khi á mình không canh lại nó sẽ không có nâng bàn lên được. Đó, ở phần cần này ha. Được rồi, thì một con máy bào loạn PAG dòng đời cao chạy tự động có điều tốc. À bây giờ ví dụ như bây giờ anh đưa lên đi. Rồi em cho cả nhà coi cái loại mà nó chạy tự động ha. Và điều tốc. Và cái băng màng rất là đẹp và mới ha. Rồi bây giờ em cho nó chạy tự động nè. Đó, chạy tự động. Bây giờ điều tốc ha. Nó chạy mà đến vòng được luôn. Chậm nhất là 6 mét trên min. Đó, chậm nhất là 6 mét trên min nè. Rồi nhanh nhất. Thì nhanh nhất nó có ghi thông số là 60 mét trên min. Đó. Đó, dừng. Còn cái phần điều chỉnh này thì em không biết như thế nào. Rồi, thì tùy theo cái nhà ở phía trên này á, nó sẽ có điều chỉnh là ăn phôi. Điều chỉnh ăn phôi nha. Là ừ 0 nè, 10, 20, 30, 40, 50, 60 độ qua hai bên. Đó, tùy chỉnh ăn phôi dày. Đó, như thế nào thì tùy mình chỉnh để mà ăn phôi cho nó thích hợp. Thao tác ra cho nó lại. Rồi thì em xin đọc lại thông số của con máy bào lại PAG thuộc dòng đời cao. Tất cả là chạy tự động. Motor là motor từ. Đó. Dạ rồi, thì một con máy bào lạng PAG có model là VF60FA. Con này là hàng nội địa Nhật, sử dụng điện nguyên dinh là 100V 15A. Thì 15A tương đương với 1450W, là cũng gọi là gần 2 ngựa ha. Có đáp là tháng 12 năm 1972. Tổng cân nặng máy là 62kg. Và em sẽ bán cho cả nhà một con máy như thế này với giá là 9.300.000 đồng. 9.300.000 đồng mà em đã bao gồm phí vận chuyển và đóng gói. Cả nhà chỉ cần cọc phí vận chuyển giúp em, phần còn lại sẽ thanh toán khi nhận hàng và test máy các kiểu. Em cảm ơn cả nhà đã xem qua video.